yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời du của Bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn. Thân mến, hôm nay mình mới hoàn thiện xong cái hợp đồng cũng như là cái website giới thiệu về kênh chim cu gái hay của mình các bạn ạ. Thì sau đây là các bạn có thể giới thiệu để các bạn ghé thăm cái website đó. Các bạn vào Google, các bạn gõ chim cu gái hay.com và các bạn enter thì mở ra một cái trang như thế này. Thì trên cái trang web thì có rất nhiều những cái chim cu giống, chim cu khách, chim cu mồi, chim cu trắng, Nhật, Pháp, cu Thái và các loại chim độc lạ. Cái website này mình gây dựng lên là chủ yếu là tiêu đề chính mùa là hướng đến các bạn ngồi các bạn tham khảo về những cái hạng mục trong cái kênh chim cu gái hay của mình trên YouTube. Ngoài ra thì Thao gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm đà điểu, thì các bạn thấy là trong cái thẻ đà điểu trên website chính này thì các bạn thấy là nó cũng có cái mục trứng đà điểu, thịt đà điểu giống, giò đà điểu và thì tất cả những cái đó là nhạc chờ của mình ấy. Đó thì và chim cảnh thì các bạn chào mào khuyên chim tất cả cây rồi những cái hạng mục những cái sản phẩm nông sản trên quê hương Ba Vì. Ở cái website này thì nó là cái website chính thống phát triển lâu dài mang tính chất thương hiệu cho Thao chim cu gái. Nên các bạn có thể là ghé thăm ở Ba Vì, chúng tôi thì có rất nhiều khu du lịch vườn quốc gia, rồi bạn nào có thể là muốn muốn có một cái sản phẩm gì đấy mà cần đăng bài quảng cáo thì có thể liên hệ với tôi, thì chúng tôi sẽ cập nhật lên một cái banner, một cái góc nào đó trên website đó. Các bạn có thể yên tâm là cái này là mình đầu tư rất là có chiều sâu đó, có rất nhiều những cái mà bây giờ cái nghiệp vụ quảng cáo, nghiệp vụ marketing online và những cái kênh trang mạng như là website cũng không thể bỏ qua được đó. Thì giới thiệu với các bạn là như vậy. Trở lại vấn đề thì còn cái style Google này thì cũng là một cái hình thức là web viết trên cái dịch vụ của Google. Thì báo cáo với anh em là cái này thì mình cũng đã hoàn thiện cái giao diện chính banner đây, thì các bạn có thể thấy là kênh chim cu gái hay, các bạn gõ chim cu gái hay đó, nếu mà cụ thể là chim cu gái hay Ba Vì, Hà Nội, với cái địa chỉ là thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hotline là 3 số điện thoại trên, với cái banner là những cái
về chim gáy, về đà điểu, về chim chòe, chim chào mào và tranh tứ quý. Các bạn có thể vào đây để các bạn xem. Ví dụ như các bạn xem về chim cu gáy thì các bạn bấm vào cái thẻ chim cu gáy, và ở dưới đây thì mình có một số những cái bài cách bón cho chim, cách chữa bệnh cho chim, rồi giới thiệu quảng cáo một số những cái vấn đề về chim cu gáy. Thì đây là những cái tiêu đề chính mà nó được liên kết đến YouTube. Ví dụ như tôi bấm vào đây thì là nó là cái video được chạy chọn thẳng đến trang YouTube đó. Thì đây là con chim mà mình thả trần ra. Hiện giờ là cái clip này thì có đến 5.516.934 lượt xem và có quảng cáo, và cái lượt xem quảng cáo thì nó sẽ nhảy tiền ở trên YouTube và các bạn có những nguồn thu tự động từ đó. Đấy, trở lại. Đây là những khoảnh khắc đó thì các bạn có thể tham khảo ở cái dạng size của website. Còn các bạn có thể vào đây để các bạn tham khảo về đà điểu. Nó con giống đà điểu thì mình hiện giờ mình là bộ phận bán hàng của trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, từ cái con giống, giò, trứng, thịt và một số những cái sản phẩm lông da và thậm chí là sản phẩm đà điểu để cưỡi. Ngoài ra thì các bạn có thể xem những cái thư viện ảnh ở đây, đó là những cái ảnh đó rất là nhiều, đúng không ạ, rất là nhiều, mang duy nhất là thương hiệu của Thao Chim Gáy, từ lồng chim, trứng chim, chim đa đa, chim đà điểu, rất nhiều, nhiều lắm. Thì còn ngoài ra thì các bạn muốn quảng cáo thì các bạn cũng có thể liên hệ, chúng tôi cũng có thể đặt một cái banner ở đây. Đấy, các bạn có thể quảng cáo ai có cái sản phẩm gì vượt trội, ưu việt, có giá trị mang lại cho mọi người, mang lại lợi ích cho đời thì các bạn có thể alo đến cái số hotline ở đây là 035 0335052, đúng rồi. Thì trước là 0163, bây giờ là 0335305982. Đó, thì các bạn vào cái phần mua hàng và thanh toán ấy, thì có cái hạng mục là các bạn có thể thanh toán tại đến tận nhà, các bạn thanh toán tại văn phòng tại Hà Nội, Mỹ Đình, hoặc là thanh toán qua cái nhà xe mà mang cái sản phẩm đà điểu chim về quê hương các bạn, thì các bạn nhận tại vị quê hương các bạn và các bạn thanh toán cho nhà xe, thì nhà xe sẽ thanh toán với bên của chúng tôi ở tại văn phòng tại Hà Nội. Đấy, thì cái ekip này cũng đã được thực hiện rất là lâu rồi. Trên đây thì tôi có để lại hai cái thông tin, số tài khoản ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng BNB. Đó, thì các bạn có thể tại cái giao diện chính này thì các bạn có thể link đến trang Facebook. Đây là trang Facebook các bạn nhé. Các bạn bấm vào đây thì tự nhiên là nó sẽ mở ra trang Facebook của Thao. Và các bạn thấy là gì? Cái avatar logo ảnh bìa của mình là như thế này. Tôi yêu một tiếng chim cu, kênh chim cu gáy hay. Đó là Facebook, và Facebook của mình thì có rất nhiều người là đang theo dõi các bạn ạ. Thì ngoài ra thì các bạn có thể vào cái Google cộng. Google cộng thì hiện giờ thì nó cũng rất là quảng cáo rất là tốt. Đó. Thì nó có rất nhiều những cái bài đăng ở trên Google cộng đây. Đó, các bạn thấy chưa? Thì cái này là lao động cả một quá trình dài không biết mệt mỏi, và thành quả đến ngày hôm nay thì thật là tuyệt vời, đúng không các bạn? Đó. Thì ngoài ra thì các bạn có thể bấm vào đây thì nó sẽ link sang YouTube. Đó, link sang YouTube. Link sang YouTube. Đó. Kênh YouTube của mình nó là như vậy. Đó, các bạn có thể vào xem kênh YouTube của mình. Hiện bây giờ kênh YouTube của mình hiện giờ các bạn thấy này. Đó. Đã có những cái lượt là 18.421 người đăng ký, có nghĩa là gọi là fan hâm mộ, những người để ý theo dõi quan tâm đến vấn đề của mình. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể liên kết đến web, thì đây là cái bấm vào đây thì nó sẽ trỏ sang cái trang chimcugay2.com. Đấy, về cơ bản là các bạn cứ yên tâm là như vậy. Thì cái dịch vụ của Style Google này rất là rẻ, nếu các bạn làm thì nó cũng không chi phí là bao nhiêu cả. Đấy, thậm chí nếu như các bạn biết một chút về nghiệp vụ thì các bạn có thể tự làm được. Còn tất nhiên cái nghiệp vụ về web thế này có phần mở rộng của nó là .com ấy,
chimcugáy2.com các bạn. Đấy, ví dụ như đây này, web thì các bạn phải mua tên miền và các bạn phải bảo trì đóng thuế hàng năm. Còn riêng cái dịch vụ của Tidewall này thì nó rất là miễn phí, free, mà cái quảng cáo của nó rất là tốt. Đấy, các bạn thấy quảng cáo rất là tốt luôn. Đó. Thì cái này thì các bạn, tôi có một vài người bạn cũng có thể là làm tốt cái việc đó. Nếu mà các bạn cần tư vấn, các bạn alo cho mình thì mình sẽ giới thiệu cái đơn vị mà có thể giúp các bạn trong cái vấn đề quảng cáo vào cái thời buổi internet công nghệ 4.0 bây giờ. Đấy. Thì cuối video cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thao Chim Cú Gáy trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt là những bạn đã dùng chim của mình đã gọi điện để cảm ơn. Mình cảm thấy rất là tự hào, rất là hãnh diện vì mình đã mang lại được cái sự thỏa ích, thỏa đáng, mang lại cái niềm vui cho các bạn. Còn những cái bạn nào mà đã gặp những cái vấn đề hoặc có những cái vấn đề trao đổi với Thao thì mong các bạn sớm nhất gọi điện cho mình để mình có thể là hướng dẫn hoặc là có thể là thương lượng giải quyết với những cái vấn đề mà anh em chúng ta cùng chơi chim với nhau đó. Còn mọi vấn đề thì tới đây thì Thao cũng sẽ phát triển thêm một vài cơ sở tiếp theo để tăng cái số lượng hàng nghìn chú chim, hàng nghìn con chim, và đào tạo từ nhỏ, bón nuôi thuần, rồi thành lập câu lạc bộ các bạn đam mê từ lồng chim, thức ăn cho chim, rồi cách đào tạo huấn luyện và bẫy chim, rồi nai tạo ra những con chim và giữ lại những cái giống chim mạ ngỗng, phấn hồng, giọng thổ, rồi đầu xanh, đuôi xám, đầu nhỏ, mỏ đinh, những cái giống chim thật là quý báu theo cái nguồn gốc của cái giải cái thổ dưỡng của sông Hồng, thì các bạn sẽ được chơi những cái chú chim to, sáng, đẹp, chịu khó gáy, chịu chơi. Đó, thì mong là các bạn có thể là yên tâm khi mà theo dõi cái kênh Chim Cú Gáy Hay này trên các trang mạng YouTube, Facebook, website, Tidewall, Zalo. Zalo thì đây mình cũng đang dùng cái Zalo. Trước kia mình đăng ký vào cái số Zalo là 0163530982. Còn nếu bây giờ các bạn đã vào cái Zalo của mình, chắc là các bạn cũng phải tìm kiếm là Chim Cú Gáy Hay thôi. Các bạn tìm kiếm Chim Cú Gáy Hay thì tôi sẽ thấy cái Zalo của tôi. Đó, thì các bạn có thể là trong cái thời gian tới thì tôi sẽ thay đổi rất nhiều, rất nhiều kênh YouTube của tôi đây. Thì các bạn thấy tại cái YouTube nó đã có những cái file giới thiệu như thế này, nó tự động chạy. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm, vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 0163530982, 0989177982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.